rồi. Ủa mà sao đứa nào nó mình mà chọn thế này nhở? Sao đứa nào nó cứ chọn ổn thế này? Con điện đấy. À, trời ơi, thế nó không bảo tớ nhớ cho tè người đây sao? Tớ nhảy đi. Nhà tớ đi. Ô, sao thế? Tớ sáng em sáng chưa đấy? Cái này thì làm nào cậu? Thế thì 2 cộng 2 thì cộng mất sợ 4 rồi đâu. À thế nhưng cái này là cộng gì? Sư sụ, cậu có tin tôi đến bây giờ từ 1 đến 5 mà chúng mình được ra chơi không? 1, 2, 3, 4, 5. Đó, thấy chưa? Cậu thấy tôi siêu không? Siêu không, siêu không? Siêu. Này, tớ siêu nó không phải à, cái gì tớ học không giỏi. Đi chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Học thì tốt mà lúc ra chơi thì rất chuẩn. Con người ta ha, mỗi người có một cái tài năng riêng mà. Đi, 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 con đi nghe lại vào lớp rồi. Tao nhảy dây nhá. À, cậu quên đi, cậu quên đi, phải tớ vào đây. Có kiểu gì vậy, cậu phải đứng ngôi vào. Sao cậu này đứng xa này, đúng rồi. Đó, mà tớ không nhảy đâu. Không nhảy được rồi, nhảy được rồi. Ôi, con này nâu nâu. Nó phải sao? Ôi, cậu nhảy cho nó quăng nhá. Cậu nhảy đi, tớ quăng, tớ nhảy. Cậu nhảy đi. Cho tớ đi. Ô, sao thế? Cậu sáng nay chán chưa đấy? 1, 2, 3. Cậu lùn quá, cái cậu kia, cậu lùi xuống đi, cậu cao thế. Cậu học nhiều nó lùn xuống cái đó này. Mình chơi cho khác đi. Chơi đi. Chơi đi, chơi đi. Ra chúng mình là đầu tiên. 1, 2, 3. Ra cái gì? Ra cái này. 1, 2, 3. Ra cái gì? Ra cái này. Ôi, sao lần nào cũng lại đặt tớ. Đi tắt nha. Đi ra chỗ cỏ cỏ này chơi đi cậu. Ở đây mình vào bàn ghế chứ. Này. Ở đây cả đại phun. Ha, chân chân. Tớ không nhìn thấy gì đâu nhá, cậu thử giơ tay lên xem tớ có nhìn thấy gì không. Không mấy nhở? Không nhìn thấy số gì hết. Bây giờ cậu chạy đi rồi tớ đuổi. Đâu hết rồi? Các cậu phải chơi gần gần vào cầu này á. Cho cậu chạy nhanh đi. Cho các cậu chạy nhanh. Các cậu đi đâu hết rồi? À, tớ bắt được rồi. Ủa mà sao đứa nào nó mình mà chọn thế này nhở? Sao đứa nào nó cứ chọn ổn thế này? Ha ha, điện đấy. À, trời ơi, thế nó không bảo tớ nhớ cho tè người đây sao? Bị mất rồi và bị ngã rồi. Susie, lớp mình mỗi mình cậu ba chọn thôi mà. Yeah, cả đúng rồi. Yeah. Thôi, mình đi chơi trò khác kia đi. Chơi trò này bao giờ chưa? Mình chưa. Để cậu lò qua đấy, cậu nhìn tớ nhá. Bây giờ cậu tung như này. Đấy, nó như thế này là cậu không được. Cậu phải tung nó vào một cái ô này chẳng hạn. 1, lấy hoa này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Yeah, cậu chơi hiểu thế nào? Ôi, không được nói, cậu phải tung lại đi. Tớ bảo cậu thôi mà. Không nhẹ thôi, cậu phải cúi người xuống một tí. Cậu mới tung, cậu đứng như cậu tung, tung là sao? Cậu phải cúi xuống một tí này. Trời ơi, đâu rồi, đâu rồi. Nhảy đi, đúng rồi, được rồi. Nhảy đi. Cho có biết nhảy không, mới chơi lần đầu. Ừ. Tiếp. Trời ơi, ba ơi, cậu không biết chơi thật hả? Chơi mấy không nhảy được là khó. Có thế hả, cậu biết chơi trò này à? Chứ không nhảy được là khó, nhưng mà người ta đang lại. Bây giờ lại à thế à? Thôi, tập vài lần nào quay lại. Chết rồi, cũng có lớp rồi. Thôi vào lớp mình chốc giờ sau ra rồi cậu lại chơi tiếp. Tớ sẽ dạy cậu chơi.
cho những quả này siêu luôn nhé. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình một sắp ra.